Vụ cô giáo hoa hồng tím thích ăn lòng sầu dưa, mẹ ruột lên tiếng gây tranh cãi. Trước khi dính vào những ồn ào về drama lòng sầu dưa 30.000, cô L được mọi người nhìn nhận là một giáo viên tốt, có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, tham gia rất tích cực vào các phong trào của trường. Không chỉ thế, những lời chia sẻ từ mẹ ruột của cô giáo mầm non rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao việc một nữ giáo viên đang công tác tại trường mầm non TN bị nghi có quan hệ bất chính với một người đã có gia đình. Nội dung đoạn cát khiến cư dân mạng dậy sóng bởi những chữ được cho là nữ giáo viên chủ động gửi hình ảnh nhạy cảm và gợi ý những món ăn như lòng sầu dưa, thịt chó, chứa nhiều chất đạm cho người tình để có thể nâng cao cuộc vui giữa hai người. Ngay sau khi được đăng tải, thông tin đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Trend lòng sầu dưa 30.000 cũng xuất phát từ những tin nhắn mùi mẫn được cho là của cặp nhân tình. Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng trường mầm non TN cho hay, nhà trường nhận được thông tin phản ánh về sự việc của cô giáo Trương Thị L vào ngày 16 tháng 8. Ngày 17 tháng 8, nhà trường đã yêu cầu cô L làm giải trình. Chúng tôi cũng có biên bản làm việc và yêu cầu cô L viết bản kiểm điểm trước khi báo cáo với chính quyền địa phương, phòng giáo dục đào tạo huyện Kiến Sương. Cũng theo vị hiệu trưởng trường mầm non TN, bà cảm thấy tiếc nuối vì xảy ra sự việc này. Cô L được đánh giá là một giáo viên có tính xây dựng nhà trường. Từ trước đến nay, giao tiếp với phụ huynh rất chuẩn mực. Chuyên môn của cô thì không phải là quá xuất sắc, nhưng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được phụ huynh yêu quý. Năm nào cô cũng đạt lao động tiên tiến, nguồn tin trên dẫn lời bà Huyền thông tin. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô L đang rất sốc, suy sụp, không nói được nên lời. Từ hôm nghỉ đến nay, cứ mỗi lần tôi gọi điện đến, cô ấy cứ khóc hoài. Hiện chúng tôi cũng chỉ biết động viên để cô L có được tâm thế tốt nhất, bà cho biết thêm. Không chỉ thế, mới đây cộng đồng mạng đã xôn xao chia sẻ của mẹ ruột cô giáo mầm non lên tiếng. Theo đó, dù biết con gái bà đã sai, ngoại tình với người đàn ông khác, nhưng phụ huynh vẫn một mực bên vực. Bà chia sẻ, ai chả có nhu cầu sinh lý, nhà không có thì phải đi kiếm thôi, mà nó cặp với người ngoài chứ gia đình đâu mà làm lên. Ngay sau khi chia sẻ, dưới bài viết này, nhiều cư dân mạng tỏ ra ngỡ ngàng và mỉa mai đến hai mẹ con cô giáo mầm non. Dù chia sẻ không biết thực hư ra sao, nhưng cộng đồng mạng cho rằng phụ huynh quá sai khi lên tiếng bên vực con gái. Hàng loạt bình luận mỉa mai từ cộng đồng mạng sau khi mẹ ruột lên tiếng bên vực. Nhà dột từ nóc, được con lẫn mẹ, mẹ nào con nấy, chắc mẹ cũng đã từng như thế rồi. Bà nói thế cháu lại thương anh tan, bố mẹ nào cũng thương con mà. Hoang mang không biết bố đẻ, cô giáo là ai. Hổ phụ sinh hổ tử đây rồi, mẹ nào con nấy, hay quá. Bà nói đúng, chắc cũng có thử rồi nhỉ. Ô thế truyền thống nhà cô rồi. Mẹ như thế này thì không trách cô giáo được, mà cô giáo hư quá, chê nha. Chắc mẹ hay ăn lòng sầu dưa nên con cũng thế. Trước đó, người đưa tin dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Sương, Thái Bình cho biết chính quyền đã yêu cầu ban giám hiệu nhà trường mầm non thị trấn TN xác minh, kiểm chứng và báo cáo về những ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến một cô giáo của trường. Bà cho biết những thông tin về đoạn tin nhắn gây ồn ào mạng xã hội mới chỉ là thông tin trên mạng, chưa được kiểm chứng nên không chính thống. Phía gia đình cũng chưa phản ánh sự việc gì với nhà trường hay chính quyền. Không phải nhà trường tạm đình chỉ công tác giảng dạy của nữ giáo viên, mà cô giáo tự nguyện xin nghỉ vì sốc tâm lý. Nguồn tin trên dẫn lời bà Tuyến. Hiện chính quyền đang chờ báo cáo cụ thể của nhà trường về sự việc. Sau khi nhà trường có báo cáo về sự việc, đơn vị cũng sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện xem xét mức độ vi phạm để đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể. Chưa biết vụ việc sẽ đi đến đâu, nhưng nhiều khả năng sẽ có hai gia đình tan vỡ sau câu chuyện này. Ngoài ra, những người trong cuộc phụ lòng sầu dưa này sẽ mang điều tiếng xấu về sau.